Bùi Hữu Cường tuyên bố không còn nam em ở trên thị trường nữa. Dân tình hỏi vui để xem yên lặng được mấy hôm. Bây giờ không còn nam em trên thị trường nữa. Nam em bây giờ không còn nữa thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn. Sau khi xỉu lên xỉu xuống vì bị lên uống trà, nam em gần như không còn xuất hiện trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, dân tình còn phát hiện các tài khoản mạng xã hội của cô đã bị khóa. Chẳng để dân tình chờ lâu, Bùi Hữu Cường AKA chồng sắp cưới của nam em đã lên live để thứ nhất là trò chuyện giao lưu, thứ hai là thông báo giờ đây nam em sẽ không còn trên thị trường nữa. Như vậy cũng là cách để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Thêm đó, anh cũng cho biết việc các tài khoản mạng xã hội của nam em bị khóa do là đích thân anh đã làm điều đó. Kể cả là những bài hát của nam em, giờ đây anh với tư cách là đại diện của người đẹp cũng sẽ được anh quản lý chặt chẽ hơn. Thứ nhất là tài khoản TikTok và Facebook là trực tiếp tay anh đóng, còn YouTube là bên mình yêu cầu YouTube đóng nhá. Bùi Hữu Cường cho rằng thời gian qua mọi người đang lấy nhạc cũng như hình ảnh của nam em để kinh doanh, nhưng từ giờ anh sẽ xét lại, chỉ những ai là fan của cô thì mới được phép sử dụng, còn lại nếu để Bùi Hữu Cường thấy thì anh sẽ bắt bản quyền và làm sập kênh. Đừng sử dụng tất cả những cái video.